Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 16, tiếp tục cuộc hành trình của Trương Phong và những người bạn khi bước chân vào dị giới, đối đầu với những thế lực có thể gọi là cực kỳ mạnh của dị giới để bảo vệ tôn nghiêm của âm giới, dương giới và các cõi. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hoàng Nam và đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tụng giá ở phần mô tả của video. Theo dõi tiếp bộ truyện Nhân quỷ kẻ đổi bắt linh hồn cũng là bộ truyện được đánh giá cao so với hai lần Pháp sư thời lê này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. va chạm một lần dương soái cũng bị lực phản chấn hất văng vừa định thân hắn đã lao về phía tiểu minh tiểu minh lão huynh không sao chứ cái tên khốn kiếp sao ngươi không để à với bẩn tấm thân này rồi hắn đến một thể à? tiểu minh tuy tuổi đã già nhưng tính nết vẫn như vậy vừa mắng chửi vừa đưa tay đập bình bịch xuống mặt đất hờn dỗi. dương soái sau bao năm cũng đã biết tính nết của tiểu minh cho nên ra sức làm hòa ấy ta đã đến rồi mà vừa nãy trên đường đến đây ta bị một đám tà vật của phần âm dây dưa cho nên mới chậm trễ như vậy. ai để cho lão huynh chịu khổ rồi. Tiểu Minh bị dương xoáy trêu chọc ấm ức trong lòng thầm nghĩ mình cũng đã sớm tiến nhập dị giới tẩy đi khí tức của nhân loại trốn tránh quy tắc của sinh lão bệnh tử dương giới thì giờ đây cũng đâu đến nỗi già nua như vậy. trong lúc hai người dương xoáy Tiểu Minh còn đang nói qua nói lại thì khối hắc vụ cũng dần dần tán đi để lộ ra quang cảnh chiến đấu ác liệt đã đi đến hồi kết mà thảm cục lúc trước có đổ lên đầu quỷ binh phần dương bây giờ lại nhằm lên thân của đám tà vật phần âm lão pháp sư người không sao chứ hoài văn hầu đã đưa binh đến tiếp ứng bây giờ đang từ trại thứ ba đánh giết sang bên này chúng ta được cứu rồi một quỷ binh vừa nhìn thấy tiểu minh thì vội hô lớn bẩm báo Dương Tiểu Minh cười ha hả Đoạn hướng mắt Nhìn về phía quỷ linh lan nhiên Giọng nói đê tiện <laughs> Em gái lan nhiên e là hôm nay lão tử không xé váy nàng ra thì không được rồi Trước những lời ghê tởm của Tiểu Minh Lan nhiên giận không thể bóp chết lão ngay lập tức Nhưng nghĩ đến Viện binh của phần dương đã tới Và lại dù sao lần này dẫn quân tập kích Cũng đã thu được lợi ích À quyết định ra lệnh thu binh đem theo những tà vật còn lại chạy về phương bắc ở trên một triển núi cách vị trí đám người dương soái không xa trương phong tiểu thúy và lý hồng cũng vừa tiêu diệt một nhóm tà vật phần âm chạy loạn về bên này ngay khi vừa đem giết chết kẻ cuối cùng trương phong bấy giờ mới đưa mắt nhìn về phía phát ra dư chấn thì phát hiện ra là linh quỷ lan nhiên à không phải là hộ pháp của Sương cuồng đấy sao tiểu thúy khi còn ở dương giới cũng đã nhìn ra linh quỷ lan nhiên trước khi ả bị quỷ ẩn đánh bay vào dị giới trên suốt đường đi tới đây lại được nghe trương phong thuật qua tình hình cho nên bây giờ cũng đại khái nắm rõ mọi chuyện nhìn sắc mặt của trương phong biến đổi nàng nhìn lên đoán ra lầy lai lịch của nữ quỷ trương phong nghe tiểu thúy nói thì gật đầu đoạn hướng mắt nhìn về mảnh đất trống đang dần dần tản đi hắc vụ hắn muốn xem người kia rốt cục là ai mà lại có thể khiến cho một linh quỷ phải tháo chạy như vậy là một lão nhân sao không biết là cao nhân phương nào lý hồng nhãn lực rất tốt hắc vụ quanh quẩn như vậy mà vẫn nhìn ra nhân diện bên trong tiểu thúy cũng chen vào bên cạnh lão nhân đó còn có một thiếu niên người này xoay lưng lên không nhìn rõ nhân dạng hai nàng không cần đoán nữa chúng ta mới tới nơi đây làm sao biết rõ chẳng phải là đến hỏi là biết Trương Phong nói đoạn liền xài bước Chạy nhanh về hai người kia Không hiểu sao Nội tâm của hắn lúc này như bị thứ gì hối thúc Chỉ muốn nhanh chóng nhìn kỹ Hai bóng dáng vừa lạ vừa quen kê Tiểu hình lao huynh Ai, Đám người binh gia họ trần đang đến đây rồi Trước giờ chúng ta Cùng với những hào kiệt binh gia không mấy thân thiết Nhất là cái tên Hoài Văn Hầu kia Luôn không coi trọng người của huyền môn Đại không thích bọn chúng đâu Nếu mọi chuyện ở đây đã ổn chúng ta mau chóng trở lại âm dương lộ trấn thủ cùng các vị tiền bối dương soái nhìn thấy phía xa có ba bóng người tiến đến thì nói với dương tiểu minh dương tiểu minh vốn cũng không ưa thích gì hoài văn hầu cho nên cũng gật đầu đồng ý đang lúc hai người bọn họ chuẩn bị rời đi thì từ phía xa vọng lại âm thanh hai vị xin xin dừng bước giọng nói đầy lội nội lực vọng đến làm cho dương soái ngây ngần một hồi lâu mới liếc nhìn nhau dương tiểu minh lầm bầm chửi thề À à con mẹ nó vừa một đoạn xa như thế sao vừa xoay lưng đã đến gần như vậy là cao thủ đó người này tu vi sợ rằng còn vượt qua chúng ta Ai à, từ bao giờ mà trong quân họ Trần lại ẩn tàng nhiều người của huyền môn loại hại như vậy à Còn mẹ nó, ngày đó ta chửi hoài văn hầu kia không ít Lại còn nói nếu mà tự ý tiến vào địa phận của hắn thì bạc cho hắn xử trí Bây giờ thì chết mẹ ta rồi Hai người Dương xoái và Tiểu Minh to nhỏ được mấy câu Thì sau lưng đã chuyển đến tiếng bước chân Dương Tiểu Minh hít sâu một hơi, không quay đầu lại mà nói Ôi, nếu mà người đồng đạo lại cùng lý tưởng chu diệt yêu ma thì thiết nghĩ đây không phải là lúc lấy chuyện công trả thù tư nha. À, lão đây tuổi cũng trên trăm rồi, quyết không chấp nhận tên nhãi họ tràn. À, đạo hữu à, xin chuyển lời cho ta, đợi đến khi chu diệt được phần âm của dị giới. À, Dương Tiểu Minh Tanh nhất định là tìm hân hàn huyền, à, cáo 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 từ. À, đúng như vậy, Người của huyền môn, nói được là làm được, ở Dương Soái này cũng nhất định là tìm hắn Hàn Huyên, ừ, cáo tử. Hai người nói xong, cũng không thèm để tâm ý tứ của người kia, mà lập tức muốn rời đi. Chỉ có điều đi được một đoạn mà phía sau vẫn im lìm không động tĩnh. Điều này làm cho cả hai hiếu kỳ dừng bước, thầm nghĩ, chẳng lẽ người tới không có ý xấu, bằng không đã lớn tiếng ngăn cản, thậm chí là động tay động chân với họ. tiểu, tiểu Minh đạo huynh, ấy sao sao ta cảm giác có cái gì đó là lạ, lạ đó. Dương Soái nghi hoặc rồi quay sang Tiểu Minh. Tiểu Minh lúc này đang rất mơ hồ, nửa muốn xoay người lại xem kẻ kia rốt cuộc là ai, nửa không. Ây à, ý ngươi là khí tức quen thuộc kia sao? Quậy, đã sáu trăm năm rồi, tiểu tử đó chẳng lẽ? có lẽ chẳng còn nữa bằng không thì ngay khi hắn về thời đại của mình thì nhất định sẽ dẫn đầu huyền môn đánh vào dị giới chúng ta đã không phải chờ đến sau trăm năm huỳnh huỳnh nói không phải ước định năm xưa có lẽ kiếp này không hoàn thành dương soái có chút không cam tâm ngửa mặt lên trời mà hét lớn như muốn phát tiết sự phiền não đoạn vỗ vai trấn an tiểu minh huỳnh huỳnh đệ huỳnh đệ lúc này hai người dương xoáy một lần nữa định rời đi thì từ đằng sau lưng vang lên tiếng gào thét kéo theo là lực lượng ngũ hành thuần khiết bộc phát như muốn thể hiện sự phấn khích đến tột độ à, ngũ hành tranh khí là, là ngũ hành tranh khí khí tức lướt qua làm cho dương tiểu minh sợ hãi lắp bắp đưa ánh mắt không thể tin được nhìn sang dương xoáy ở bên cạnh lúc này dương soái cũng ngây ngây ngốc ngốc cả hai đều rõ Khí tức kia chỉ có thể một người có. Sự ngỡ ngàng cùng với hồi hộp, xâm lấn, làm cho bọn họ dù rất muốn quay lưng lại, nhưng sợ bản thân lại thất vọng một lần nữa. Sự im lặng cứ như vậy kéo dài, âm thanh duy nhất chỉ còn là tiếng bước chân người chậm rãi đạp lên cỏ khô. Hai người dương xoáy và tiểu minh lúc này cũng chỉ còn biết nín thở chờ đợi kỳ tích, cho đến khi bả vai bị người ta đè chặt, kèm theo đó là âm thanh quen thuộc phẳng phất bên tai huỳnh đệ đã để các người chờ lâu như vậy trường phòng ta thực sự là áy náy huỳnh đệ còn mẹ nó chứ ta đã quay trở lại đây Trương Phong nhìn thấy biểu tình của hai người dương Soái và tiểu minh căng thẳng đến tột độ, thì lại càng cảm động. Vừa nãy khi nghe hai người nói ra tên họ, Trương Phong trong lòng đã chấn động lắm. Hắn làm sao có thể tin được đã 600 năm mà vẫn có thể gặp lại những đồng bạn. Cố giấu đi sự xúc động, Trương Phong bước lên nói ra những lời tận đáy lòng. Trường, Trương Phong, lão huynh thật sao? Ngay khi bàn tay của Trương Phong tròn qua vai, Dương Soái đã lập tức quay phát đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Trương Phong, bấy giờ Dương Soái mới tin tất cả sự quen thuộc đang cảm nhận là chính xác. Ai à, Cái tên khốn kiếp này, ai da! À, ta đánh chết nhà ngươi, à, Trương Phong à, ây à, Trương Phong à. Dương Tiểu Minh lúc này nhìn sang quả nhiên là thấy trương phong đứng đó sừng sững nét mặt nhăn rúm của dương tiểu minh càng lại càng thêm rúm lại hai bàn tay đưa lên vỗ bùm bột vào ngực của trương phong bộ dáng của lão già trên trăm cùng với hành động như trẻ nít của dương tiểu minh làm cho trương phong phì cười bởi hắn biết lão già lạ hoác này không ai khác chính là huynh đệ sinh tử dương tiểu minh năm đó này Cậu làm sao mà lại già như thế Nhìn khuôn mặt nhăn nheo chan hòa nước mắt của Dương Tiểu Minh Trương Phong mặc dù xúc động Nhưng cũng không nhịn được mà bật cười Tiểu Minh bấy giờ mới thôi khóc lóc Ây à từ ngày ngươi rời đi đến giờ cũng 600 năm nữa Nếu như không phải là ta Cùng với Dương xoáy tiến vào dị giới Trốn tránh sinh tử của Dương giới Để đợi ngươi thì không biết là bây giờ ta đã mục giữa thế nào rồi này tiểu minh ý cậu là bọn trần kiên trí dũng cũng tiến vào dị giới trương phong nghe tiểu minh nói việc tất cả mọi người đều đã tiến vào dị giới thì phấn khích vô cùng dương tiểu minh gật đầu ai chúng tôi ở đây chẳng phải là vì đợi cậu sao vì tôi trương phong khó hiểu dương tiểu minh đáp à, sau khi cậu đi mời năm bọn trần kiên vì sợ chuyển sinh mấy kiếp sẽ quên đi cậu cùng với lời thề thanh trần dị giới cả đám quyết định từ bỏ khí tức phàm nhân dương dối tiến vào dị giới ẩn tô đợi chờ cậu ở trục thời gian của mình tìm đến còn tôi cùng với lấy phượng kết hôn không thể rời đi ngay cứ như thế sống đến trăm tuổi thì lấy phượng bạo bệnh qua đời Tôi đem tất cả những gì mình có giao lại cho con cháu Rồi ạ cũng tiến tới nơi này Cái đó tôi biết Tôi còn biết năm đó Cậu đã lấy huyết kiếm Của tên thiên binh kia Còn về phần hậu nhân của cậu Hiện tại trong huyền môn Dương gia là rất có danh vọng đó Trương Phong sau khi nghe Dương Tiểu Minh thuật lại một lượt Thì cảm động không thôi Không ngờ Những người bạn của mình lại vì hẹn ước Năm đó mà chờ đợi ở đây. Cảm xúc qua đi, Trương Phong cũng thuận miệng nói cho Dương Tiểu Minh biết một chút về con cháu của mình. Dương Tiểu Minh biết hương hỏa truyền thừa của Dương Gia vẫn còn thì vô cùng cao hứng. Hỏi đông hỏi tây một hồi rồi mới chịu nhường lời cho Dương Soái. Hôm nay gặp được Trương Phong ca cùng với hai vị đại tàu, Dương Soái ta đã mãn nguyện. Mọi người mỏi mòn bao năm, rốt cuộc cũng không uổng phí. Dương Soái nói đoạn, rồi hướng trương phong và tiểu thúy lý hồng chắp tay hành lễ trương phong cười cười đỡ hắn dậy đoạn hỏi vị trí của bọn trần kiên kết quả được biết ngày hôm qua sau khi nhận được tin âm dương lộ bị tấn công đám người trần kiên đã tức tốc tìm đến chợ chiến tiếp đó bọn họ lại nhận được phân phó của năm vị tông sư thần bí mới chia nhau đi tiếp ứng các cứ điểm chạy dọc vách ngăn của hai phần âm dương đám người trần kiên trí dũng Huynh muội Tiểu Châu, Tiểu Ngọc và Hoàng Linh, có lẽ đang ăn ngữ ở bốn cứ điểm còn lại. ấy nếu như mọi người đã biết cậu trở lại, thì chắc chắn là vui đến phát khóc à? Chỉ bằng nhân lúc đại chiến còn chưa bắt đầu, chúng ta mau đi các cứ điểm tìm họ. Hây đám người hào kiệt binh gia đã trở lại, có lẽ vì đám tà vật kia cũng chẳng dám hành động như vừa nãy nữa à? Dương Tiểu Minh cao hứng. Trương Phong lúc này cũng đang rất nhớ những người bạn của mình, cho nên gật đầu đồng ý ngay. Sau khi từ biệt Hoài Văn Hầu, năm người lập tức lên đường, đi đến Lang Cốc, nơi mà đám xài lang vừa nãy vẫn còn hung dữ, xâm nhập phần dương. Bây giờ đang bị đại quân của Lý Kế Nguyên, Lý Công Bình, nhị vị tướng quân, cùng với hai đứa nhỏ một nam một nữ, đánh cho tan tác. Dị giới, vốn dĩ là nơi bao la rộng lớn, nhưng địa hình chủ yếu là rừng rậm và núi cao phân chia hai phần âm dương là nơi có những dãy núi trải dài xa tít tắp ở trên đỉnh núi ẩn chứa khí tức hỗn tạp khổng lồ tạo thành một lớp màng chắn kiên cố ngăn cản tất thảy các sinh linh tự ý tiến qua thành thử dị giới tuy rộng nhưng phạm vi hoạt động của hai thế lực âm dương lại chỉ vòn vẹn ở nơi hạch tâm ở bên phía phần âm của dị giới. Ở trên một triền núi thoai thoải, lúc này âm khí quanh quẩn. Đám người quỷ ẩn tìm kiếm qua một ngày một đêm, nhưng vẫn không lần ra được tung tích của bọn châu lục lan nhiên. Đến hiện tại cả đám đã chia thành hai nhóm. Khiến cho nơi đây sơn đạo vắng lặng, chỉ có hai người quỷ ẩn và hỷ phụng tiến lên. Trước mắt bọn chúng lúc này là quang cảnh hoang sơ của quả tòa kiến trúc cổ đại. Nhìn mới nhìn thì có thể nhận ra kiến trúc nơi đây là do bàn tay của con người xây dựng lên. Truyền thuyết quả không sai. Trăm ngàn năm qua, dị giới này đã trở thành nơi ẩn náu của ngũ loại. Người nhìn đại hệ trận trước mặt xem. Xét về hóa văn họa tiếp được chạm trổ cũng có thể đoán dần niên đại của nó không dối nghề năm. Quỷ ẩn dừng bước trước một đại hình to lớn, quan sát một hồi lâu rồi mới nói. Hỷ Phụng nghe thế cũng tiến lên một bước đáp. Sị giới này có lẽ cũng chẳng khác dương giới là bao. Có chăng chỉ là nét sơ khai nơi đây vẫn còn chưa được phân hủy, khai phá. Đang lúc Quỳ ẩn và Hỷ Phụng trầm mặc trước đại hình thì ở ngách bên kia của đình viện vọng lại âm thanh giả nô sự bất ngờ khiến cho hai kẻ được xem là cường giả của dương giới cũng phải giật mình các vị nói không sai tòa đại hình này nếu đem so với thời gian của dương giới thì tính ra là vào thời nhà lý chính là như vậy đó âm thanh vừa dứt thì ở bên ngách đình viện xuất hiện bóng dáng khô gầy của một lão nhân ông lão vừa bước vào trong đình viện nâng tay ra giấu với hai người quỳ ẩn quỳ ẩn lúc đầu bị sự xuất hiện bất ngờ của ông lão làm cho nghi hoặc nhưng sau khi nhận ra từ trên thân thể già yếu kia không ẩn hiện sự uy áp nào thì nội tâm căng thẳng vừa này cũng buông bỏ đôi chút chỉ là Hắn xưa nay luôn cẩn trọng Cho nên vẫn lưu lại đề phòng Chậm rãi tiến bước vào trong Nơi này là nhà lão sao Lão nhân kia cười đáp <cười> Hàn xa đơn sơ Xin hai vị đừng trách Chẳng hay hai vị từ đâu tới Là từ dương giới Hỷ phụng tâm tính đơn giản Quỳ ẩn ở một bên nhíu mày liếc à đoạn lại chắp tay hướng lão nhân kia cung kính chúng ta là từ dương giới lạc bước đến đây hiện tại đang tìm đường trở về lão tiên sinh là người nơi đây chắc hẳn là rõ đường đi lối lại chẳng hay có thể vẽ đường chỉ lối hay không à thì ra hai vị là sinh linh dương giới bảo sao lại dám tới đây sau khi nghe lai lịch của hai người sắc mặt của quỷ ẩn mỉm cười còn lão nhân nọ thì lại có chút biến đổi đôi mắt đục ngầu bỗng nhiên chuyển lập lòe lên sắc xanh hắc y trên thân không gió mà bay lên nhẹ nhẹ từ trên thân thể cũng tỏa ra lực lượng của yêu khí nhàn nhạt, nhạt rồi dần dần trở nên nồng đậm nhìn thấy sự biến chuyển kia quỷ ẩn kinh hãi hắn cảm nhận được lực lượng yêu khí đang bùng nổ trên thân của lão nhân nọ, biết bản thân gặp phải cường giả đình thiên, quỷ ẩn vội vàng lôi lại mấy bước, miệng không ngừng phân trần: à, "Lão tiên sinh, à, chúng ta lần đầu tiến tự ngự nhập dị giới, cho nên cho nên không biết đường đi lối lại, đã vô tình xâm phạm một chốn thanh tu của người, à, xin xin lão tiền bối tức giận." Sự kinh hãi trên nét mặt cùng với ngữ khí bạc nhược của quỷ ẩn khiến cho thi vương hỷ phụng không khỏi ngỡ ngàng trong nhận biết của ả à, quỷ ẩn trước nay là kẻ tâm cao khí ngạo chưa bao giờ khuất phục trước ai ấy vậy mà giờ đây đứng trước một lão nhân ốm yếu quỷ ẩn lại giống như là con mèo con gặp sói đói run rẩy đến mức nói năng cũng lắp bắp <laughs> đường đường là một môn chủ của quỷ trùng môn Quỷ trấn rừng giới mà giờ lại khép nép trước một lão già <laughs> quỷ ẩn người ăn nhầm gan thỏ rồi sao sự chú ý của hỷ phụng bây giờ chỉ đặt lên người của quỷ ẩn cho nên nào biết sự chuyển biến to lớn trong đáy mắt của lão nhân bây giờ ả à vẫn thản nhiên buông lời trêu chọc mà không biết rằng ở bên trong đình viện một cỗ yêu khí cường đại đang dâng lên tận trời thấp thoáng trong luồng yêu phong ấy là tiếng gầm của một con mãnh long một con mãnh long rất lâu chưa được huyễn hóa ra chân thân quỷ ẩn nghe thấy những lời kia thì cả giận hỉ phụng sau chút ngỡ ngàng nhận ra sự nghiêm trọng trong ánh mắt của quỷ ẩn lại thêm âm phong đang nổi lên ngày một lớn yêu khí nồng đậm càng lúc càng ập đến len lỏi vào da lông làm cho ả hiểu ra nguyên cớ là vì sao quỷ ẩn lại kinh hãi đến như vậy <laughs> Trời già thật khéo hiểu lòng ta Chưa cần rời núi mà các người đã chủ động tìm tôi <laughs> Cũng tốt Hôm nay ta muốn xem kẻ có thể đánh lui hộ pháp của yêu đế Rốt cục là như thế nào Yêu, yêu đế Người, người là xương cuồng Quỳ ẩn lúc này cũng đã ngầm đoán được ra Tình huống trước mặt Biết hai kẻ bọn chúng đang tìm kiếm Chính là hộ pháp Của yêu đế xương cuồng chứ danh Trong truyền thuyết Thì vô cùng kinh sợ Phạm là sinh linh trong trời đất Kẻ nào mà chẳng nghe tới đại danh Của xương cuồng Gây thù với tà vật thượng cổ Thì khác nào là tìm đường chết suy nghĩ thoáng qua quỳ ẩn cung kính chắp tay hướng lão nhân nọ mọi việc mọi việc chỉ là hiểu lầm lão tiền bối xin xin nghe ta giải thích ở bên kia lão nhân nọ cười tà nhìn quỳ ẩn đoạn mở miệng giải thích <laughs> cả gan khi dễ Sinh linh của dị giới mà muốn giải thích sao Thối lắm Lão già Nghĩ chúng ta sợ lão sao Thi vương hỉ phục Bản tính vốn nóng này Mặc dù biết lão nhân trước mặt tuyệt đối là cường giả Nhưng khi thấy lão không coi bản thân Và quỷ ẩn ra gì Thì tức giận Dù sao ả và quỷ ẩn Đều là cường giả số 1 số 2 của dương giới Làm sao có thể chịu được sự khinh miệt Quỳ ẩn từ đầu vẫn cung kính với lão nhân hiện tại lại thấy hỷ phụng lớn tiếng quát mắng thì trong lòng thầm kêu khổ đang lúc hắn định lên tiếng ngăn hỷ phụng lại thì ở phía trên kia yêu khí đã bùng nổ kế đó là tiếng khí tức bị xé toạc bóng dáng của lão nhân nọ không biết từ bao giờ đã áp tới trước mặt của hai người ta tuyệt tích đã mấy ngàn năm Các người đã sớm quên đi Tên của Hắc Chân Long này rồi Âm thanh có chút giận dữ của lão nhân truyền tới Kèm theo đó là yêu khí đặc quánh Áp tới trước mặt của Quỳ Ẩn và Hỷ Phục Quỳ Ẩn lúc này biết Không thể tránh khỏi chiến đấu Cho nên cũng vận hết quỷ lực trong thân Thủ thế đón đợi Chỉ có điều ngay khi nghe thấy tên của lão nhân Thì hắn biết mình tuyệt đối không thể chống được một đòn này chỉ thế đùng một tiếng thân hình của quỷ ẩn và cả hỷ phục đều bị đẩy văng về đằng sau một đoạn quỷ ẩn tu vi đã đạt đến linh quỷ trung cấp mặc dù bị thương nhưng cũng không đến mức phải nằm dài trên đất như hỷ phục tại vị trí cũ của hai người hắc chân long đứng đó dùng ánh mắt của yêu vương đỉnh cấp cao cao tại thượng nhìn xuống sự uy hiếp trong ánh mắt kia làm cho hỷ phụng vừa sợ vừa giận thì ra lão chính là yêu tổ hắc chân long trong truyền thuyết nhưng như vậy thì sao thì vương ta tu luyện ngàn năm cũng không phải là để trưng cho đẹp hỷ phụng một thân ti thi khí tán loạn nhưng vẫn gằn lên oán giận bên cạnh à, quỳ ẩn lúc này trong mắt đang đảo quanh suy nghĩ hắn dù biết bản thân không thể là đối thủ của yêu vương đỉnh cấp như hắc chân long nhưng nếu như có thêm thi vương hỷ phục thì tử chiến vẫn có cơ hội trốn chạy hắc trần long yêu tổ của vạn yêu quả nhiên là danh bất hư truyền quỷ ẩn ta bội phục cân nhắc một hồi lâu quỷ ẩn lau đi thi huyết quỷ huyết còn vương ở trên miệng chắp tay cung kính hướng hắc trần long nói ở phía bên kia hắc trần long thấy quỷ ẩn có thể chịu được một kích của mình mà vẫn có thể đứng thẳng thì có chút tán thưởng không nói năng gì lão lại một lần nữa lao lên kích tiếp theo lại tăng thêm mấy phần uy lực sau khi chấn động qua đi quỷ ẩn lại một lần nữa bị đánh bay nhẫn nhịn ở nơi đáy mắt đã mất đi không ít sự nhục nhã này là khó chịu vô cùng <laughs> Tức giận rồi sao Vậy còn chờ gì mà không xuất ra toàn lực phản kích Từ bao giờ Từ bao giờ mà ta vật dưng dưới lệnh Hèn yếu bạc nhục như vậy Hắc chân Long híp mắt nhìn quỷ ẩn Cười cười Đoạn buông lời trêu chọc Cứ như là lão muốn ép cho quỷ ẩn Phải bày ra tất cả những gì hắn có Quỷ ẩn Chúng ta liều mạng với lão Mối nhục này Thì vương ta nhốt không trôi Thì vương hỷ phụng nói đoạn Liền tiến đến tới Đỡ quỷ ẩn dậy Cả hai sóng vai cùng hướng ánh mắt hoán hận Nhìn về phía hắc chân long Nhất thời quang cảnh ở phía trước đại đình phát sinh biến hóa Từng thân tre bị âm phong bay lắc Tiếng kéo kẹt cùng với lá tre tán loạn Báo hiệu cho một trạng kịch chiến chuẩn bị xảy ra Chúng ta vốn chỉ là tìm đường về dương giới hà cớ gì mà hắc chân lòng người lại gây khó dễ như vậy Quỷ ẩn sau một phút do dự Thì bạo khởi quỷ khí lao lên Quỷ khí màu máu đỏ đậm bùng nổ Khiến cho cảnh sắc ở nơi đại đình Bị nhuộm đỏ một màu Ở bên cạnh Thì vương hỉ phụng bùng lên yêu khí đen kịt Hai luồng khí tức Một đen một đỏ Hòa quyện như mũi lao sắc bén Bay thẳng về phía hắc chân long ở bên kia Hắc chân Long thấy hai người quỷ ẩn Lâm vào đen cuồng đẩy ra toàn lực Thì nở nụ cười đắc ý Thứ lão muốn chính là điều này Bởi lẽ mục đích thực sự của lão Không phải là tìm giết cường giả Đến từ dương giới này <laughs> Dị giới bào là Các người nói về là về được sao Nếu có thể thì dương giới kia đã chẳng đến lượt các người tung hoành ba đạo. Hắc Trần Long toàn thân co sút, vừa nói dứt lời, liền nhún người lao thẳng lên không trung. Bất chợt cuồng phong vần vũ, yêu khí nãy giờ phiêu phất trên không trung bỗng nhiên cô động, hóa thành một mảnh hắc vụ, nhìn như là mây đen. Hắc Trần Long toàn thân lao vụt vào bên trong hắc vụ. Chỉ trong chốc lát từ sau khối hắc vụ kia phát sinh biến hóa kinh người tiếng gầm gừ của con quái thú vang vọng tiếp theo đó là bóng dáng của một con rồng đen thoáng ẩn hiện trong mây là chân thân của trần long truyền thuyết quả nhiên không sai lão quả nhiên là đã độ kiếp hóa rồng Vì ẩn mắt thấy chân thân của hắc chân long ẩn hiện thì cả kinh chỉ là một kích đã đẩy vào thì chỉ có đường lôi hắn cắn răng liếc nhìn thi vương hỉ phụng đoạn cũng đẩy mạnh tu vi huyễn hóa của một quỷ cốt nghìn năm liều mạng đi thi vương hỉ phụng cũng hô lên một tiếng đoạn đưa bàn tay thanh mảnh cắm thẳng lên đầu mình ra sức giật mạnh chỉ thấy dung nhan mỹ lệ của ả dần dần bị thi huyết che phủ lớp da căng mịn bây giờ đã bị ném xuống đất toàn thân của hì phụng lúc này chỉ còn lại những thớ thịt đen ngòm đang co giật <laughs> một quỷ cốt ngàn năm một thi cốt lột ra xem ra các ngươi là muốn liều mạng chúng ta biết ưu của ngươi đỉnh thiên, nhưng vậy thì sao chứ? Không phải là cũng đại bại trong tay của phạm nhân hay sao? Quỷ ẩn lúc này cũng nổ khí sung thiên, sự cố kỵ đối với Hắc Trần Long cũng đã bay biến sạch sẽ. Hắn lớn tiếng nhắc lại sự nhục nhã của Hắc chân Long ngày đó khi đại bại dưới tay chử đại thánh nhân và nhân sĩ huyền môn. Hắc Trần Long nghe thấy những lời ấy, thì gầm lên giận dữ. Từ ban đầu lão đã chẳng hề có ý định giết chết hai người quỷ ẩn. Nhưng những lời kia như dao sắc Găm vào sự tự tôn của một yêu vương đỉnh phong Khiến cho sát ý bây giờ Đã che kín nhãn quang màu xanh lục Dứt lời hắc chân long Từ trên mây đen ngửa cổ gầm thét Song chảo to lớn xé toạc cả tầng không Mang theo lực lượng yêu khí khủng bố Nhào về phía quỷ ẩn và hỷ phụng Ở dưới mặt đất Quỷ ẩn và hỷ phụng cũng mau chóng điều động tu vi nghênh đón Chỉ thấy song chảo của hắc chân long vừa đáp xuống đất Đã bị hai khối tròn một đen một đỏ bao lại. Cứ ngỡ phản chấn sẽ nổ ra, nhưng nào ngờ qua một hồi lâu, âm phong dừng hẳn, lá khô thiếu gió cũng lắc lư rơi rụng lả tả. Chủ mẫu, nếu như chúng ta không nhanh chóng ngăn lại, chỉ sợ quyền và hỷ phụng sẽ chết trong tay của chủ thượng. Cách đại đình một đoạn không xa, ở trên một tiểu đình hóng gió, lúc này đang có ba thân ảnh kẻ vừa lên tiếng không ai khác chính là Hắc Hùng Tinh. Còn người đứng bên cạnh lúc này chính là chủ mẫu. Bạch Trân Long, một trong hai yêu tổ của yêu tộc. Bạch Trân Long nghe lời của Hắc Hùng Tinh nhưng cũng chỉ khẽ lắc đầu không đáp. Bạch Vũ đứng một bên, nhìn ra sự tình phía trong thì cười cười, giải thích với Hắc Hùng Tinh. Người đừng lo, nếu như yêu tổ muốn giết bọn chúng thì đã sớm làm ra. Vừa nãy là quỷ ẩn ngu ngốc, chọc giận người mà thôi. Có lẽ yêu tổ muốn giáo huấn bọn họ một chút. Chờ đi, trận chiến sẽ sớm kết thúc. Quả nhiên lời của Bạch Vũ nói không sai. Bởi hiện tại, các thế cục của trận chiến đã định. Ở phía bên kia, quỷ ẩn cùng với hỷ phụng đang quỷ dạp ở trên đất tay kẻ nào cũng run lên vì áp lực nơi song trào của hắc chân long <laughs> có thể kiên trì đến tận bây giờ xem ra là ngươi cũng đã đạt đến linh quỷ trùng cấp tốt hắc chân long một bên đè ép song trào một bên mở miệng quỳ ẩn nhìn thấy sát khí ở nơi mắt của lão tán đi cảm nhận được yêu khí không tăng lên mà chỉ duy trì Trong lòng đã có suy đoán Biết Hắc Trần Long không có ý muốn giết mình Thì thở dài Lớn tiếng kêu gọi thi vương hỷ Phụng thu tay Quả nhiên ngay khi Hai khối khí tức, quỷ khí và thi khí tiêu tán Thì trên không trung Hắc Trần Long cũng uốn mình đáp xuống mặt đất Huyễn hóa ra nhân dạng Hai tay chắp sau lưng Dùng ánh mắt uy nghiêm của chủ thượng Nhìn chúng nô ở phía dưới đà tạ yêu tổ hạ thủ lưu tình một lần giao phong toàn lực vừa nãy Quỷ ẩn biết dù bản thân cùng với hỷ phụng có dốc ra toàn lực thì cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắc chân long cho nên đã triệt để cam bái thi vương hỷ phụng vốn nóng này nhưng cảm giác lúc này cũng giống như quỷ ẩn chỉ có điều trong đầu của ả à thắc mắc nếu như hắc chân long đã biết đám người bọn chúng đang truy tìm hộ pháp của Sơn cuồng thì tại sao lại nương tay? Không phải là Hắc Chân Long đã vì chuyện này mới tìm kiếm chúng hay sao? Suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không tìm ra được lời giải. Thì Vương Hỷ Phục bấy giờ mới nhỏ giọng hướng Hắc Chân Long nói rõ ngọn ngành. Hắc Chân Long sau khi nghe ra ý tứ của Hỷ Phục thì nở một nụ cười đầy ý vị. Đang lúc lão định lên tiếng giải thích, thì phía tiểu đình, ba người Bạch Chân Long đã xài bước tiến lại vừa tiến tới gần hắc hùng tinh đã chắp tay vái lạy hắc chân long chỉ cách ngàn năm chủ thượng hắc hùng tinh rất nhớ mong người là người đại hộ pháp hắc chân long nhận ra sự xuất hiện của bạch chân long biết là bà ta đã đắc thổ trở về chỉ có điều thứ khiến cho lão giật mình là sự xuất hiện của đại hộ pháp hắc hùng một trong tứ đại hộ pháp của lão ngày đó Hàn huyên qua mấy câu Hắc hùng tinh mới tiến đến Đỡ hai người quỷ ẩn dậy Đoạn lại đem nguyên cớ Vì sao Hắc Trần long không giết nói ra Thì ra Hắc bạch song long Từ khi bị đánh vào dị giới Vốn đã xem nơi này là của mình Nào ngờ sự xuất hiện của Sương Cuồng Đã làm đảo lộn tất cả trật tự bọn họ sắp đặt Hắn dùng lực lượng của Thượng Cổ Kinh Thiên Chấn áp tứ phương tà vật của dị giới Đem tất cả quy phục khiến cho hắc bạch song long phút chốc mất đi tất cả ngày đó hai người đã hợp lực đánh với xương cuồng một trận nhưng thất bại cũng từ đó ôm hận mà đứng dưới trướng của xương cuồng thế nhưng qua ngàn năm cả hai vẫn ôm hy vọng đòi lại tất cả cứ ngỡ sự tuyệt tích của xương cuồng suốt mấy trăm năm khiến cho dị giới về tay của hắc bạch song long nhưng nào ngờ hắn một lần nữa trở lại bên cạnh không biết từ bao giờ còn xuất hiện thêm tam đại hộ pháp khiến việc quật khởi xoán ngôi của hắc bạch song long đã khó lại càng thêm khó nói như vậy là các vị muốn thừa nhận chúng ta chúng ta cùng hai vị chém giết xương cuồng để lập lại trật tự cho phần âm của dị giới quỷ ẩn là kẻ thông minh vừa nghe liền hiểu ra nội hàm ẩn sâu bên trong hắc trần long thấy vậy thì gật đầu tán thưởng đoạn nói vừa nãy ta muốn xác thực tu vi thật sự của các người quả nhiên là các ngươi không làm ta thất vọng bằng không hiện tại cả hai đã chết đúng vậy vừa nãy nếu như ta không nhận ra chủ mẫu sớm e là ta cùng bạch vũ cũng đã ăn thiệt thòi rồi hắc hồng tinh đứng ở một bên phụ họa chen vào bạch vũ nãy giờ im lặng không nói bấy giờ mới tiến lại quỳ ẩn hướng ánh mắt đầy ý tứ nhìn hắn quỳ ẩn quen biết bạch vũ đang nghìn năm làm sao mà không hiểu được dụng ý khẽ gật đầu với bạch vũ một cái rồi sau đó quỳ ẩn nhìn về phía hắc bạch song long muốn chúng ta quỳ phục cũng được nhưng đến khi đại sự đã thành cũng vẫn kính mong các vị giúp ta lấy về một thứ. Thứ ấy hiện đang nằm trong tay hộ pháp của xương Cuồng. Ý người là bài cọc nhẫn. Hắc Hồng Tinh vừa nghe đã đoán được ý tứ của quỷ ẩn là nói đến điều gì. Hắc Bạch Song Long thấy Hắc Hồng Tinh cũng nhận biết vật kia không ngần ngại mà nhận lời. Cứ như vậy, giao ước được lập ra, dị giới to lớn hiện tại đã không còn là trận chiến đơn giản của hai thế lực âm dương nữa mà nó đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều dị giới tồn tại ba lối vào dương giới một lối nơi phần âm đã bị tên linh thạch phong ấn ngàn năm một lối mở ra ở phần giáp danh của hai gõi cõi âm dương trăm ngàn năm vẫn luôn luôn xảy ra tranh đấu của hai phương thế lực nối còn lại ở phần dương nơi có một quái nhân từ thời thượng cổ chấn thủ kẻ mang hình thù thô cạch xấu xí nhưng bên trong lại ẩn chứa hiền hòa thánh thiện thạch nhân Người nói xem Đại chiến trước mắt bao giờ sẽ nổ ra đây Trước một cửa hang to lớn Một tốp quỷ binh đang chấn thủ Kẻ vừa lên tướng tiếng là một quỷ tướng Thân hình cũng to lớn Trên thân tỏa ra quỷ khí màu hồng nhạt Chứng minh tu vi đã đạt đến dạ quỷ Lời của quỷ tướng vừa dứt Từ trong hang vang lên tiếng cồm cộp Bóng dáng của quái nhân xuất hiện Không ai khác đây chính là thạch nhân tộc nhân còn sót lại của thạch tộc trong đại chiến thủa hồng hoang. Nếu như được ước, ta ước đại chiến sẽ không bao giờ nổ ra, để trăm ngàn sinh linh bé nhỏ nơi dị giới sẽ không phải vong mạc oan uống. Ai, thạch nhân, ngươi thật sự là quá lương thiện. Chiến tranh là như vậy, chỉ khi một bên giành chiến thắng Chúng sinh mới được an hưởng thái bình Đó là quan niệm binh gia của các người Không ừ. phải là của ta Thạch nhân nói xong Định quay người bước vào trong hang Chấn thủ lối vào rừng giới Nào ngờ chân còn chưa bước Hắn đã vội khựng lại Cứ như là cảm nhận thấy điều gì quen thuộc Sao vậy? Có tà vật phần âm tập kích sao? quỷ tướng quân nhận thấy thái độ của thạch nhân có chút biến đổi thì lo lắng thạch nhân nghe thấy những lời ấy nhưng không đáp đôi mắt sâu hun hút nhìn về phía nơi xa những triền núi trải dài tít tắp trên thân của hắn năm khối đá tượng trưng cho ngũ hành bỗng nhiên lập lòe khiến cho thạch nhân phấn khích là chủ nhân chủ nhân đã trở lại chính là người chủ nhân sự linh ứng của ngũ hành chính khí thuần khiết quả nhiên cực kỳ vi diệu bởi lẽ ngay thời khắc thạch nhân cảm nhận được ngũ hành khí tức trên thân có chút khác lạ thì cũng là lúc trên một triển núi ở phía xa trương phong đang vận lên linh lực của ngũ hành quán chú lên quy điển song giản đánh cho một xà tinh tu vi tên yêu tan hồn lạc phách nhị vị tướng quân xin lui về chỉnh đốn đại quân trận chiến này ta thay hai người đánh âm thanh của Trương Phong vang lên, phía sau khiến cho hai vị tướng quân Lý Triển và Đinh Lễ phải giật mình nhìn lại. Khi nhận ra bên cạnh Trương Phong là Dương Tiểu Minh và Dương Soái, hai người của Huyền Môn thì biết rõ người đến là bạn, không phải là thù. Bây giờ cả hai mới chắp tay đáp lễ, rồi thúc ngựa lao nhanh về phía đại quân đang điên cuồng chiến đấu cùng một bầy cự xà. Thật không ngờ, đám tà vật của phần âm lại đồng loạt đánh lén như vậy. Nếu như quỷ cốc cùng với xà vực đều bị tập kích, thì các cứ điểm còn lại át hẳn cũng lâm nguy. Nhìn thấy đại chiến đang thảm liệt diễn ra, Dương Soái khẩn trương nói. Dương Tiểu Minh nghe vậy thì cười đáp. ai người lo cái gì? Nhị thần Bạch Hạc cùng với các vị tiền bối đã sớm tính toán tới chuyện này. Cho nên phái chúng ta chia ra ứng cứu các cứ điểm. Lúc này có lẽ đám Trần Kiên, Trí Dũng, Hoàng Linh cũng đang anh Dũng giết địch rồi vậy thì chúng ta mau chóng giúp phong cả tiêu diệt đám xà tinh này sau đó chúng ta cùng nhau tụ họp dương soái nói xong liền phi thân tiến thẳng vào mảnh nhốn nháo ở phía trước nơi mà trương phong cùng tiểu thúy lý hồng đang ra sức đem lớp lớp xà tinh chém giết trong khung cảnh nhốn nháo âm thanh trong trẻo của hai đứa nhỏ vang lên kéo theo đó là tiếng vật sắc lao đi vun vút chính giữa chiến trường lúc này có hai khối đen to lớn vừa lăn lộn vừa phóng ra gai nhọn chớp mắt đã tiêu diệt vô số xà tinh ý đồ tiếp cận là tiểu chu tiểu ngọc trương phong vung tay chặt đứt thân thể của hai xà tinh còn lại trước mặt đoạn hướng mắt về trung tâm của chiến trường phát hiện hai yêu bộc của mình đang hăng say chiến đấu thì không khỏi vui mừng mà hô lên hai đứa nhỏ xem ra đã lớn lên không ít trong đám huynh đệ tỉ muội Ngoài Trương Phong thì Tiểu Thúy là người thân thiết nhất với hai huynh muội Tiểu Châu, Tiểu Ngọc. Vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ, nàng cũng tiến lên hỗ trợ. Chỉ có điều hai đứa Tiểu Châu, Tiểu Ngọc đang hăng say chém giết. Không còn thời gian cảm nhận sự quen thuộc đang tiến đến gần. Ngay khi cảm nhận được yêu khí to lớn, áp tới, cả hai cho là địch nhân công kích cho nên đồng loạt phóng ra gai nhọn. Tiểu Thúy thân là yêu vương, vốn dĩ có thể lập tức né tránh nhưng nội tâm của nàng đang xúc động nhất thời không phòng bị cũng may là trương phong theo sát đằng sau nhận ra nguy hiểm cho nên vội vã tiến lên song giản múa tít gạt bay đi ra hay nhọn hai đứa nhỏ ngây ngốc này trương phong quát lên một tiếng này còn không mau nhìn xem người tới là ai từ từ đã nào ấy dương tiểu minh mắt thấy tiểu châu tiểu ngọc công kích đám người trương phong thì cũng hét lên oai oái âm thanh của lão đã quá quen thuộc với hai đứa bé lời vừa dứt tiểu chu và tiểu ngọc ngưng tay tiểu minh lão ca các người đến rồi sao tình hình của quỷ cốc thế nào ai <laughs> tiểu minh ta ra tay thì làm sao mà hỏng được tiểu minh nghe nói thế thì đắc ý dương xoáy đứng một bên cũng cười cười chuyện đó để sau rồi nói đám xà tinh này để ta và tiểu minh lão huynh lo huynh muội hai người Nhìn xem là ai kìa. Giọng nói và tiếu rung trên mặt của Dương xoáy, khiến cho họ Tiểu Chu và Tiểu Ngọc nghi ngờ cùng quay đầu lại. Tiểu, tiểu Thúy, là Tiểu Thúy Tỷ cũng tới, hay thật. Tiểu Thúy Tỷ, sao bây giờ mới chịu vào dị giới? Đệ và Tiểu Ngọc rất nhớ Tỷ. Ngay khi nhận ra người trước mặt là Tiểu Thúy, hai huynh mợi Tiểu Chu Tiểu Ngọc tỏ ra rất phấn khích mỗi đứa một câu, nhanh nhẩu nói. Tiểu Thúy thấy vậy thì khẽ cười không đáp, đưa mắt ra hiệu cho hai đứa bé nhìn về phía sau lưng của mình. Biểu tình khó hiểu của đám người dâng xoáy, giờ lại đến lượt Tiểu Thúy, khiến cho huynh muội Tiểu Châu, Tiểu Ngọc tò mò vô cùng. Cho đến khi một khuôn mặt quen thuộc dần dần xuất hiện trong mắt, thì cả hai mới tỏ tường nguyên cớ. Chủ chủ nhân tiểu tiểu ngọc ta là có nhìn nhầm không phải rồi là chủ nhân là chủ nhân của chúng ta người đã về rồi âm thanh lắp bắp của hai đứa bé khiến cho trương phong cũng không cầm lòng được đôi chân bước vội tới hai tay run rẩy đặt lên đỉnh đầu của hai con nhím tinh to lớn miệng thủ thị đúng vậy ta đã về rồi hai đứa đã thật vất vả rồi Hắn vừa dứt lời thì hai con nhím tinh đã nhào vào trong lòng, mặc cho gai nhọn đâm vào da thịt. Trường Phong vẫn không nỡ đẩy chúng nó ra. Hắn biết tâm trạng của cả hai đứa bây giờ đang ra sao. Chủ nhân, vì sao lại để chúng ta mà đi lâu như vậy? Đúng vậy, là 600 năm rồi, còn rất nhớ người. Bên tai của Trương Phong, âm thanh bình đào chát chúa của chiến trường bị lời thống thiết của hai đứa bé lấn át hắn cứ như vậy mà ôm lấy hai đứa bé mãi đến khi quang cảnh chiến đấu trước mắt dần dần bị đám người tiểu thúy lý hồng và tiểu minh dừng xoáy đẩy lôi mới chịu rời ra chiến đấu qua đi đại quân của xà tộc ở xà vực bỏ chạy tứ tán trong một rãnh sâu phía xa truyền lại âm thanh phẫn nộ lý triệt đình lễ Hôm nay xem như các ngươi may mắn Âm thanh kia cứ nhỏ dần Nhỏ dần Rồi tắt hẳn nơi vực sâu Chiến trường lúc này chỉ còn lại là yêu huyết và quỷ huyết dàn rộ Thật không ngờ Đám xà tinh này lại nhân lúc chúng ta vắng mặt mà tập kích Chuyện này ắt hẳn là có nội tình Đứng trên mô đất cao nhìn xuống thảm trạng của toàn quân Lý triện nhíu mày nói với Đinh Lễ đinh lễ dường như cũng cùng chung suy nghĩ lập tức phái người điều tra kết quả biết được trong quân có kẻ xấu cùng với xà tộc điều này khiến cho nhị vị tướng quân không khỏi buồn lòng quân lam sơn trước nay trung thành tuyệt đối chỉ là từ khi tiến nhập vào dị giới đại quân đã thu nhận rất nhiều sinh linh ở đây vào hàng ngũ thật không ngờ chính điều này lại gây ra tai họa hai vị tướng quân hung hiểm đã qua huynh mượn chúng ta xin giao lại xà vực cho các người cùng đám người trương phong trò chuyện một hồi bây giờ tiểu chu mới tiến về phía nhị vị tướng quân lý triện và đinh lễ nói nhìn thấy đám người tiến tới lý triện cũng chắp tay hôm nay may mà có các vị ra tay tương trợ bằng không xà vực này e rằng là khó giữ nổi tướng quân khách khí chúng ta xem như là cùng chí hướng được giúp sức cho các vị là vinh hạnh của chúng ta tiểu chu tuy nhỏ nhưng suy nghĩ lại không nhỏ những lời vừa nãy khiến cho lý triện rất hài lòng đoạn lên tiếng mời mọi người vào trong quân doanh nghỉ ngơi thêm một chút nhưng vì còn có việc phải lo cho nên đám người vội vàng từ chối rồi mau chóng cho người tìm đến lang cốc ở trên đường đi trương phong đem lai lịch của hai vị tướng quân vừa nãy nói ra Tiểu Ngọc lanh lợi đọc ra tên họ. Đến bây giờ Trương Phong mới biết hai dũng tướng uy phong trên chiến trường lúc nãy chính là công thần dưới trướng của Lê Thái Tổ, tên gọi là Lý Triện và Đinh Lễ. Quả nhiên, hổ tướng nhà Lê, uy thế bất phàm Nhớ lại vẻ oai phong lẫm liệt của Lý Triện, vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo của Đinh Lễ trên chiến trường. Trương Phong chỉ hận mình không đem theo giấy bút mà xin chữ ký của hai ngài đoạn một đoàn người tiến về lang cốc gần tới nơi nhìn thấy khói lửa mịt mù kèm theo là tiếng hô hào thắng trận của quỷ binh vang vọng nghe qua cũng đủ biết là trận chiến đã kết thúc tập kích bất ngờ của lang tộc xem ra đã thất bại thi lạc cùng linh cây vực không biết bị tập kích ra sao cớ làm sao các người lại trở về nhanh như vậy ở trên lưng chừng nối cách vị trí của bọn trương phong một đoạn xa đang có ba người sắm vai người vừa lên tiếng là đứng bên cạnh một nữ tử dung mạo tuyệt sắc trên thân lại vận trang phục nam nhân tay trái nắm chẳng hạt tay phải giữ lên đăng nhìn qua là rất có khí chất ở bên cạnh nàng lúc này có hai người đàn ông một người tay cầm kiếm gỗ tóc búi sau đầu tung bay phấp phới người còn lại nắm trong tay tích trưởng, trên thân mặc cả sa màu trắng nhìn cái đầu nhẵn thím như có lưu lại vết tàn hương cũng đủ nhận ra đây là hòa thượng. Tập kích là có, nhưng vị thế của thi lạc và linh kê vực hiểm trở. Hồ tướng quân cùng võ tướng quân đã sớm bày trận, bình pháp, bình ra trước khi rời đi. Cho nên không mất nhiều thời gian, đám tà vật kia đã bị đánh lôi. A-di-đà-phật, à, may mà chúng ta trở lại kịp lúc bằng không e rằng là lang cốc khó giữ. Hai nam tử nọ mỗi người một câu đáp, nữ tử nghe vậy thì thở dài. Lang yêu, quả nhiên là cường hãn, tu vi chỉ sợ đã sớm đạt đến yêu vương trung cấp. Nếu như không có hai người trợ chiến, Hoàng Linh ta sợ rằng không phải là đối thủ. Nàng mới tấn thăng hóa linh, không đánh lại lang yêu, cũng là điều dễ hiểu. Nếu như đổi lại là ta và Trí Dũng, thì ai thắng ai bại còn chưa biết thì ra ba người nọ chính là hoàng linh trần kiên và trí dũng lang cốc này còn giữ được cũng là nhờ vào sức của ba người Cho chuyện qua đi cả ba cùng nhau sải bước xuống nối tại đây họ bất gặp hai vị tướng quân là lý kế nguyên và lý công bình sau khi nói mấy lời khách sáo cả ba cùng nhau từ biệt rồi vội vã trở về trấn thủ âm dương lộ chỉ có điều ba người còn chưa đi được mấy bước Thì bị Lý Kế Nguyên lớn tiếng ngăn cản Các vị xin chớ vừa đi Vừa nãy ở trong doanh đã báo tới Nói rằng có bằng hữu của các vị tìm tới Chỉ bằng các vị cùng ta trở lại trong doanh chạy đã Ba người Trần Kiên sau khi nghe nói Có bạn tìm đến Đinh Linh trong đầu là đám người Dương Tiểu Minh Đã giải quyết xong quỷ cốc Cho nên đến đây tương trợ Cả đám vui vẻ nhận lời Rồi nhanh chóng bước chân theo hai vị tướng quân trở về doanh trại. Khói bụi chiến trường lắng đi, quân doanh của trăm ngàn quỷ binh lại được sắp xếp chỉnh tề. Trương Phong ngồi ở trong doanh trướng, nhìn ra, thấy quy củ của doanh trại chỉnh tề như vậy, thì không ngừng tán dương quân luật như Sơn của tướng lĩnh nhà Lý. Dương Tiểu Minh cũng nói sơ qua về lai lịch của nhị vị tướng quân chấn thủ nơi đây. Sử sách có lưu truyền, Lý Kế Nguyên là tướng quân tinh không thủy chiến nhớ năm đó đại chiến với quân tống do hòa mâu và dương tùng tiên chỉ huy quân nhà lý ngăn không cho quân tống tiến vào trong nội địa chiến thắng đó cũng tạo thời cơ cho lý thường kiệt tạo lên chiến công vang dội ở trên sông như nguyệt dương soái thấy dương tiểu minh thuật lại hăng say cũng nói còn về phần lý công bình tướng quân để nghe nói ông ta là tướng lĩnh từ thời của Lý Thần Tông lại có công đánh bại hai lần xâm phạm của quân chân Lạp. Nói chung cả hai đều là những nhân vật kiệt xuất dưới triều nhà Lý. Trong lúc đám người Trương Phong đang hăng say bàn luận thì ở bên ngoài sân quân lính lớn tiếng thông báo nhị vị tướng quân cùng các vị pháp sư đã hồi danh chứng. Ở bên trong bọn Trương Phong nghe vậy thì lập tức háo hức tiến ra đập vào mắt trương phong lúc này là hai đại hán cao lớn nhìn qua uy phong lẫm liệt bên hông đeo trường kiếm trên thân khoác chiến bào để so với tướng lĩnh ở trên phim truyền hình thì trong uy vị không khác là bao thế nhưng điều làm hắn chú ý hơn cả là sự xuất hiện của ba người đi đằng sau chỉ nhìn lướt qua trương phong có thể nhận ra chính là huynh đệ sinh tử của mình ngày nào trần kiên chí dũng không kìm nổi kích động trương phong bỏ qua lễ tiết với hai vị tướng quân đôi tay giang rộng lao nhanh về phía chí dũng ở bên kia trần kiên chí dũng và hoàng linh dường như cũng bị sự xuất hiện bất ngờ của trương phong làm cho ngơ ngác cả ba người đứng im nhìn thân ảnh kia lao tới là 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 hắn cái tên khốn họ trương này hoàng linh thân là nữ đối với tình huống này rất dễ xúc động đôi môi anh đào run lẩy bẩy bên cạnh nàng hai người trí dũng và trần kiên tâm tình có chút biến đổi ánh mắt của cả hai lúc này ánh lên sự uất ức không nói không rằng khẽ liếc mắt nhìn nhau sau đó lập tức tiến lên đem cương khí trong thể nội tụ vào ấn pháp không chút lưu tình mà vỗ thẳng tới mặt của trương phong này này ấy này làm gì vậy điên à là trương phong dương tiểu minh thấy tình huống này thì la toáng lên nhưng ngay khi nhìn thấy hoàng linh mỉm cười lắc lắc đầu thì lập tức hiểu ra trí dũng và trần kiên không phải nổi điên mà cảm xúc lúc này khó có thể nói bằng lời cái tên khốn kiếp người đi đâu mà lâu như vậy Hay hôm nay ông đây sẽ đánh cho con mẹ nó không nhận ra người hai người trí dũng trần kiên mỗi người một câu vừa đánh vừa mắng phía đối diện trường phong lúc này cũng xúc động không thôi biết huynh đệ của mình không điên mà chỉ là đang phát tiết sự uất ức khi phải chờ đợi lâu như vậy hai tên khốn các cậu tu vi đã tăng tiến không ít nếu như vậy hôm nay chúng ta sẽ đánh một trận thống khoái trường phong lúc này phấn khích vô cùng hai tay múa may lặn ra ấn pháp không ngừng đón đỡ thế công của trí dũng và trần kiên những tiếng chan chát vang lên chỉ là càng đánh trương phong lại càng kinh ngạc bởi lẽ hắn bây giờ đã trở lại thời kỳ toàn thịnh của hóa linh đình phong không những thế qua đoạn thời gian tẩy kinh rửa mạch thực lực cũng tăng tiến thêm một bậc tựa hồ sắp sửa xé rách vách ngăn của cảnh giới tiến lên hóa thần ấy vậy mà bây giờ khi bản thân đã dốc ra chín thành pháp lực mà hai người trí dũng trần kiên vẫn có thể ngạnh kháng năng ngửa cho dù là hai đánh một nhưng cũng chứng minh thực lực của hai hảo huynh đệ này đã khác xưa quá nhiều hai người cũng đã tiến lên hóa linh sao còn mẹ nó hay lắm ấy không chỉ là hóa linh mà còn trung cấp đó tiểu tử ngươi sợ chưa trí dũng lúc này đẩy ra một liên hoa ấn há miệng cười lớn rất vui vẻ Đúng lúc ấn kết giao phong Thì một cơn chấn động linh lực lan tỏa Cờ xí tung bay Cát bụi tán loạn Đám người với xem cũng phải lùi lại mấy bước Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống Thì ở giữa sân của đại bản doanh Chỉ còn lại bóng dáng của Trương Phong Cánh tay đan lại một vòng Ba người nhìn nhau mà cười lớn Huỳnh đệ thâm tình Làm cho các cô gái yếu ớt Cũng phải bật khóc vì xúc động Hoàng Linh tiến đến bên đám người Dương Tiểu Minh, nhìn thấy Tiểu Thúy, nàng cũng rất vui, nhìn sang Lý Hồng lại càng thêm phấn khích. Sau một hồi hỏi han, nhận về sự giải thích, Hoàng Linh mới tin, người trước mặt thực sự là Lý Hồng của ngày đó. Chiến đấu lắng xuống, ba người Trương Phong lúc này cũng thu tay, đi về phía đoàn người. Huynh đệ cách xa bao lâu, nay đã đoàn tụ, cũng không giấu nổi cảm xúc. Sau một hồi huyên náo, tất cả từ biệt kế nguyên và công bình, trở về âm dương lộ. Thế nhưng trên đường đi Trần Kiên như nhớ ra điều gì, vội chuyển hướng di chuyển, nhắm về hướng đỉnh Phù Vân. Lúc đầu bọn Dương Tiểu Binh còn chưa hiểu mục đích của Trần Kiên, nhưng sau khi ngẫm lại thì hiểu ra là trần kiên muốn để trương phong gặp nhị thần bạch hạc còn dụng ý bên trong thì nhất thời chưa đoán được sắc trời dị giới ngày đêm khó phân bởi vì âm dương khí tức dưới mặt đất thì phân chia nhưng trên tầng không thì hòa quyện điều này khiến cho ngày đêm khác biệt có chăng chỉ là dựa vào chuyển kỳ của khí tức âm dương để phân định ngày đêm mà thôi Đoàn người cứ như vậy đi không biết bao lâu, cuối cùng thì tiến đến địa phận của Phù Vân Sơn. Đối với đám người Trần Kiên, nơi đây không còn quá xa lạ, nhưng đối với Trương Phong thì lại khác. Vừa đặt chân tới nơi đây, hắn đã ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Phù Vân Sơn ở bên trên lưu động vô vàn những trùng khí tức màu trắng. Mỗi một tầng khí tức lại án ngữ ở một vị trí nhất định, nhìn qua giống như là bậc thang kéo dài tận lên trên núi. Đoàn người càng tiến đến gần chân núi, cảnh vật càng ngày càng trở nên mờ ảo. Hiện ra rõ nét, đường dẫn lên núi là những bậc thang rêu xanh phủ kín. Nhìn qua con đường bậc thang trước mắt ốn lượn như là mãnh long thăng thiên. Không cảnh hoang sơ chứa đầy những thần khí. Trương Phong không khỏi căng thẳng mà hít sâu một hơi trên đường đi hắn đã được đám người trần kiên nói sơ qua về tình huống sắp đối diện cũng biết hai vị trên núi chính là những phàm nhân được phong thần vị trong truyền thuyết mà chính hắn cũng đã biết trong sử sách lai lịch của nhị thần bạch hạc tương truyền rằng nhị thần bạch hạc là huynh đệ anh là thổ lệnh em là thạch khanh hai vị này là con thứ ba và thứ tư trong gia đình năm người con tên gọi lần lượt là cự hồng trưởng thạch khanh và quý lân có cha là quý tộc tên gọi là đạo bột sống ở thời hùng duệ vương ở châu cửu giang huyện an lão phủ kinh môn khi lớn lên năm anh em họ đào được hùng duệ vương phong tước trọng từ đó giúp vua đánh thục toàn quân thắng lợi có ba vị cự hồng quý lân hóa cảnh phi thăng lên tiên tịch tới đại thắng lần sau thì thổ lệnh và thạch khanh cũng hóa theo rồi nhận sắc phong trở thành tôn thần vùng bạch hạc phong châu ấy cũng chính là nơi mà xương Cuồng tác oai tác quái có lẽ cũng chính vì vậy mà nhị thần bạch hạc đuổi theo đến tận dị giới hai vị nhị thần quyết định sẽ nhổ sạch đi gốc rễ của tà vật thượng cổ chứ danh xương cuồng là người được phong thần vị từ thời thượng cổ trương phong biết lực lượng của hai vị này mạnh mẽ đến mức nào và cũng được hưởng hương hòa kính ngưỡng của nhân gian cao quý đến mức nào quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại